Nhân chuyến tháp tùng Chủ tịch nước Trần Đại Quang sang thăm chính thức Ethiopia chiều ngày 24 tháng 8 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ethiopia đã đồng chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Ethiopia. Tham dự diễn đàn có đại diện của khoảng 300 doanh nghiệp cùng đại diện các bộ, ngành, hiệp hội doanh nghiệp hai nước. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Ngoại giao Ethiopia đã có bài phát biểu giới thiệu các cơ hội đầu tư kinh doanh tại hai nước, cũng như các chính sách liên quan đến khuyến khích và thu hút đầu tư tại nước ngoài. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết mức kim ngạch song phương thương mại hiện nay vẫn còn quá nhỏ bé so với tiềm năng và thế mạnh của hai nước. Năm 2017, Việt Nam mới chỉ xuất khẩu khoảng 2 triệu đô la Mỹ sang Ethiopia, chưa chiếm đến 0,001% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. Việt Nam nhập khẩu khoảng 10 triệu đô la Mỹ từ Ethiopia, chưa chiếm đến 0,005% kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam. Do vậy, vẫn còn nhiều dư địa để thúc đẩy thương mại và hợp tác công nghiệp song phương. Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Ethiopia, hai bên đã thống nhất sẽ ký bản ghi nhớ về hợp tác thương mại và công nghiệp giữa hai bộ nhằm tạo khuôn khổ pháp lý và nguyên tắc cơ bản cho việc thúc đẩy thương mại và hợp tác công nghiệp song phương. Hai bên cũng đã trao đổi khả năng hợp tác trong từng lĩnh vực về đầu tư, thương mại, v.v. Tại diễn đàn, nhiều doanh nghiệp Việt Nam như là Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tập đoàn Hóa chất Vinachem, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp VEM, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Vinataba đã bày tỏ sự quan tâm tới hợp tác với Ethiopia.